Nhưng mà đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là về mặt con cái. Có ba đứa con thôi nhưng mà hai đứa đã bị bệnh nên là. Hôm nay tôi Trang Cường, giám đốc Caritas giáo phận Thanh Hóa đi thăm gia đình của anh chị Cường Dung ở tại làng chài Đinh Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình anh chị Cường Dung ở đây là gia đình sống ở dưới thuyền, sống trên sông Mã đất, nhưng mà đã được nhà nước cấp đất với lại Caritas Thanh Hóa để xây dựng nhà tình thương cho. Và bây giờ gia đình này đã được lên trên bờ. Nhưng mà đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là về mặt con cái. Có ba đứa con thôi nhưng mà hai đứa đã bị bệnh nên là hoàn cảnh rất là khó khăn. Anh Cường thì bị cái tay con bị sao? Dạ, con bẩm sinh từ nhỏ. Bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ. Thời thì ở trước đây ở dưới thuyền đi đánh cá đi nữa thì cái tay như vậy thì có làm được gì nào không? Dạ, con nói chung cũng làm bạch bình thường. Con chỉ giơ cái mình cái tay nó lên thôi. Chắc nó cũng phải khó khăn. Nó mất mất một ngón à? Dạ, con bẩm sinh nói chung bố mẹ nhà. Nhưng mà chỉ có bốn ngón thôi gì? Bốn ngón. Dạ. Nó khuyết mất một ngón. Dạ, con. Rồi còn con của con, cháu này thì bị sao? Con của con thì trước còn sinh ra nó bị thở chân á, bị hai chân thế này. Dạ vâng, xong mà con đi phẫu thuật rồi thì cháu bây giờ nó được tầm 90%. 90%. Dạ vâng. Rồi bây giờ thấy cháu đi lần chân. Dạ vâng. Đấy, nói chung là không con thể đứng lên con nào, con nào. Đứng. Con thể đứng lên. Nó yếu. Yếu lắm. Dạ vâng. Nhìn nó như bà cố khoảng 90 á. Nhìn nó đi nó cứ gù gù gặm gặm xuống như bà cố chứ. Em sợ là cái cột sống của cháu chắc là nó bị gù hẳn xuống ạ. Thôi được rồi, thôi con ngồi xuống. Ngồi xuống con đứng lúc này thì ngã lăn nữa là cháu không đỡ được. Rồi con bé này thì sao? Nó kiểu bị kiểu tự kỷ chăng? Có tự kỷ. Dạ vâng, nó chậm nói. Có đi học hành gì không? Dạ vẫn học mà kiểu chưa biết gì cả. Học 4 năm rồi mà chưa lên được khỏi lớp 1 nha. Mấy năm rồi mà chưa biết đọc biết cả. Cho nên bé này bị tự kỷ, bé kia thì là bị bệnh như vậy. Dạ. Thì cho nên là bây giờ thì con dưới sông lên trên bờ mà con cái như vậy thì gia đình có khó khăn không? Dạ, nói chung là con thì giờ trong cái lao động chính thì con là lao động chính. Vì vợ con thì con cái yếu cho nên là chưa đi làm gì cả. Không có đi làm được cái gì cả. Vậy thì bình thường thì con đi làm thì con dạ, tôi làm thuê á. À, làm thuê. Ai nếu mà mượn gì còn đi làm mà làm mà cái tay như vậy thì làm sao được? Dạ, nói chung là tôi thuê thì nó nhìn thấy hoàn cảnh như con thì rất thương, nghĩ là vợ rất thương, tâm trước cho dạ. Để mà giúp đỡ cho các cháu nhé. Dạ, ừ. Thì hôm nay thì cha này, cái các sơ này, dạ. Bên Caritas Thanh Hóa đi thăm gia đình của con nhé. Dạ. Thấy được một gia đình dưới thuyền chài lên trên bờ mà hai đứa con bị tật nguyền như vậy, vợ thì cũng ở nhà thì coi con cũng làm được, còn con thì ai thuế thì thuế gì làm cái đó, mà tay chân thì như vậy thì cũng chắc cũng chán làm được cái gì thì họ thương rồi đúng không? Ừ, cho nên mà các cha thương thì cũng có một ít tiền để giúp đỡ cho gia đình của con nhé. Ừ, đây là số tiền mấy triệu đồng của quỹ tình thương Cát Anh nhé, quỹ tình thương Cát Anh để giúp đỡ cho cháu. Rồi con cầm lấy tiền nhé. Rồi con cầm cái bản này. Đây là con có biết đọc không? đây là quỹ này, con nhìn ra đọc quỹ tình thương Cát Anh nhé. Cát Anh đây là một cháu bé ở bên Mỹ.
mà cháu thì sinh ra cũng không được may mắn như như những em nhỏ khác, cháu cũng bệnh tật, nhưng mà được cái ở bên Mỹ thì cái điều kiện ở chỗ chị nó khá hơn, tốt hơn, cho nên là bố mẹ của cháu Cát Anh cũng muốn dành giúp một chút tiền của mình để giúp đỡ cho những em nhỏ ở bên Việt Nam, những em có bệnh tật, nhất là bệnh hiểm nghèo mà gia đình nghèo đó, thì cũng chia sẻ cái tình thương cho những em nhỏ như vậy. Thì đó là mục đích của cái quỹ tình thương Cát Anh, tức là bố mẹ Cát Anh cảm thấy Chúa yêu thương con của mình, cho nên là cũng muốn chia sẻ tình thương của Chúa cho những em nhỏ bất hạnh khác tại Việt Nam. Thì đó là cái tiền của cái quỹ Cát Anh nhé. Rồi cháu mẹ của bố mẹ của cháu Cát Anh muốn chia sẻ cho con một ít tiền để đi chữa bệnh nhé. Con bố con có đôi lời. Dạ, trước hết thì con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn các mẹ, cảm ơn cha, cảm ơn các sơ, cảm ơn các mẹ thường quân đã quý tình thương các anh. Các anh thì hiện gia đình con thì con xin cảm ơn. Con mong rằng gửi các anh đến cái lúc nhiều người khác những người khác khó khăn hơn con, để mời giúp đỡ cho những người khác. Rồi cảm ơn con nhé. Con đã có cái, mặc dù con cái của mình như vậy, gia đình mình hoàn cảnh như vậy, mà đang còn nghĩ đến cái quỹ Cát Anh để chia sẻ cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn nữa. Rồi thay lời cho gia đình xin hết lòng cảm ơn, đặc biệt là bố mẹ của cháu Cát Anh đã nghĩ thương đến những em nhỏ tại Việt Nam mà có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thế rồi chia sẻ cái tình thương của mình cho các em bé. Rồi thằng cũng cầu xin Chúa để cho cháu Cát Anh luôn luôn được lớn lên trong sự che chở văn phòng của Chúa, luôn luôn đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa, để cháu được khỏi bệnh, được lớn lên mạnh mẽ về sức khỏe cũng như về tinh thần, để luôn luôn cháu đẹp lòng Chúa và được sống trong những ơn sủng của Chúa. Xin hết lòng cảm ơn và cầu xin làm sao để quỹ Cát Anh mỗi ngày một phát triển hơn, để có thể lan tỏa yêu thương, chia sẻ đến nhiều em nhỏ có điều kiện khó khăn và bệnh tật khác. Xin hết lòng cảm ơn.